thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và quả nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề Tân, sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập bình minh giảng ngày 26 tháng 6 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập 69 chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải hôm nay chúng ta tiếp tục học quyền môn vô ngại thập nhân điều thứ tư Pháp tánh dung thân vị pháp giới chi tánh Duyên dung thân đạt vô ngại nhiên nhất thiết sự pháp y tánh kiến lập bất vị chân tánh tánh kỹ dung thân sự diệt như chi cố nhất nhất di trần các hàm pháp giới đoạn này nói rõ về chân tướng sự thật của hết thầy pháp tướng trong thế xuất thế gian pháp tướng này chính là hiện tượng. Nó rất nhiều vô lượng vô biên vô tận vô số. Nhưng nếu đem nó phân thành ba loại lớn thì sẽ bao quát tất cả đều bao hàm rồi. Ba loại lớn, loại thứ nhất là hiện tượng tinh thần đây là pháp tướng loại thứ hai là hiện tượng vật chất loại thứ ba là hiện tượng tự nhiên ba loại lớn này bao quát hết tất cả cũng bao quát cả bất đồng không gian duy thứ đây là thuộc hiện tượng tự nhiên pháp tánh và pháp tướng là một Pháp tánh là thể Pháp tướng là hiện tượng Hiện tượng từ đâu sanh ra Là nương vào thể mà sanh ra Thể đã là viên dung thông đạt vô ngại Vậy trên sự tướng có còn chướng ngại chăng Trên lý luận mà nói Thì không có chứng ngại Nhưng khi ta quan sát Những sự tướng trước mắt Thì nó thật có sự chứng ngại Chứng ngại từ đầu đến Chứng ngại này là thật hay giả Đức Phật nói không có chứng ngại Chứng ngại mà chúng sanh thường cảm nhận này nó không có thật từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra nói cách khác là chính mình làm chướng ngại mình trên thực tế tất cả sự vật thật sự không có chướng ngại Nên ta phải nói là không có chướng ngại Trong phòng này của chúng ta Vì sao không nhìn thấy được phòng bên cạnh Đây không phải là chướng ngại rồi sao Tại sao khi có một bức tường chắn lại Thì ta không đi qua được Đây không phải là chướng ngại sao không sai có người chúng ta có chấp trước nó sẽ tạo thành chướng ngại quý vị xem chúng sanh của u minh giới chúng sanh của thiên đạo họ đối với điều này không có chướng ngại dù cách tường như vậy nhưng họ vẫn ra giàu tự tại à, chướng ta... ngại của nhân gian này không làm chướng ngại được họ nhưng trong u minh giới họ lại có chướng ngại của chính họ do đây mà biết chướng ngại sanh ra từ phân biệt chấp trước nên con người khi không có phân biệt Không có chấp trước Còn có chứa ngại chăng Quý vị nên biết Lúc này không còn chứa ngại nữa Dù chỉ là tạm thời hay trong khoảng sát na Khi trong tâm ta không có động niệm Sẽ thấy có kỳ tích xuất hiện Một số người chúng ta nói kỳ tích xuất hiện Trên thực tế rất bình thường Chúng ta đọc bài từ Duyên giá kinh giảng nghĩa Của Pháp Sư Duyên Anh Trong đời của Pháp Sư Duyên Anh Có hai thứ rất giá trị Hai thứ này là tác phẩm sau khi Ngài lớn tuổi Chứ không phải tác phẩm khi còn trẻ sau 70 tuổi Một bộ là Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa Một bộ nữa là Duyên Giác Kinh Giảng Nghĩa Bộ Duyên Giác Kinh Giảng Nghĩa Trong đoạn Giảng Nghĩa Ngài có kể câu chuyện Đây là trong tựa văn Duyên giá kinh giảng nghĩa Nói quyết định không phải giả Lão Hòa Thượng sẽ không bịa đặt sinh sự một hôm ngay ở trong phòng nơi thức của phương trường Đột nhiên nghĩ ra một việc Và lập tức muốn đi làm Sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy Ngài đi ra Sau khi đi ra đột nhiên nghĩ lại Cửa phòng của Ngài đang đóng Hình như không mở Tại sao đi ra được Quay đầu nhìn lại Cửa thật sự đang đóng Đi lui lại nhưng bước không vào Không có chướng ngại Cửa không có chướng ngại Trong một sát na thời gian đó Ngài không nghĩ đến cửa đóng Ngài không nghĩ đến cửa Lập tức đã đi ra Ý niệm thứ hai Ý niệm phân biệt chập trừ khởi dậy là không được Bước vào không được nữa Đây chính là ý thức của con người Phân biệt cái này là nhà Cái này là cửa lớn Còn cái này là cửa sổ Ta cứ phân biệt như vậy Chấp trước như vậy Thì chướng ngại sẽ khởi tác dụng Ưu minh giới và thiên đạo Không có quan niệm này như chúng ta Nên họ đến đi tự tại Nhà của chính mình Chúng ta không có khái niệm này Nhà của quỷ ở Chúng ta bước ra bước vào Giống như họ bước vào nhà nhân gian của chúng ta vậy Không có chướng ngại Vì ta không nghĩ đến nó có chướng ngại Thật là người và quỷ sống lẫn lộn Phòng nhà chồng lên nhau Chứa ngại của họ, họ qua không được Chứa ngại của chúng ta, ta qua không được chướng ngại của ta họ có thể qua được chướng ngại của họ chúng ta cũng vô ngại điều này không phải đã nói rõ chướng ngại từ đầu đến rồi sao từ phân biệt chấp trước mà đến không có phân biệt chấp trước thì không có chướng ngại trong phật pháp gọi như vậy là thần túc thân trong kinh điển đức phật dạy người như thế nào được chứng đắc tam quả là hạn chúng ta đều biết là hạn có bốn quả là sơ quả nhị quả tam quả tứ quả tam quả là hạn không có chướng ngại nên năng lực này gọi là thần túc thần từ đó cho thấy bậc thánh buông bỏ được nhiều chấp trước Nên chứng được quả gì thứ ba Nhưng vẫn còn một ít chấp trước Nếu tiếp tục buông bỏ Họ sẽ chứng được tứ quả a la hán Tam quả là a la hán Tứ quả là a la hán Họ còn kém một chút nữa là chứng quả a la hán Khi đến được cảnh giới này sẽ không có chướng ngại Bồ Tát thì càng không cần phải nói nữa rồi Cảnh giới Bồ Tát chứng được vượt qua a la hán Người quái trời không có chướng ngại Ta có thể lý giải Thật sự là không có chướng ngại Nếu phân biệt chấp trước ngạc đi Đương nhiên nếu bảo ta đừng chấp trước Đây là chuyện không thể Nhưng phải nhìn nó nhẹ hơn Đừng coi trọng quá Trước làm nhẹ đi Từ từ mới có thể đoạn trừ nó Phiền não giảm một phần thì phẩm vị để giảng sanh thế giới tây phương cực lạc sẽ tăng lên một phần chính là đạo lý này Phiền não giảm hai phần thì phẩm vị đến thế giới cực lạc tăng lên hai phần có lợi ích rất lớn còn nếu ta thật sự buông bỏ chấp trước thì được sanh về thế giới cực lạc Chứ không phải ở cõi đồng cư Tức là giảng sanh vào cõi phương tiện Nếu có thể không phân biệt chấp trước Đối với tất cả Pháp không chấp trước Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Quyết định là sanh vào cõi thật bảo trang nghiêm Chứ không phải cõi phương tiện hữu dư nên biết rằng Buông bỏ đối với chúng ta Vô cùng quan trọng Buông bỏ không phải chỉ là Buông bỏ trên sự gì Vì sao? Vì việc làm không có chướng ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Chướng ngại là ý niệm sai lầm của ta Giọng tưởng phân biệt chập trước Đây là ý niệm sai lầm với việc làm không liên quan Đúng là ý niệm làm chủ tất cả Quý vị xem Khi ta có loại phân biệt chấp trứ Là mỗi ngày phải ăn ba bữa cơm Không ăn một bữa là đói Đây là chấp trứ nếu ta một ngày ăn một bữa Thì làm gì còn nghĩ đến cơm sáng hay cơm tối Không có Nhưng có đói chăng Không đói Không có ý niệm này Trong kinh Đức Phật dạy Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sẵn Gần đây chúng tôi có xem qua một thông tin hình như là một người ấn độ nghe nói có sáu bảy mươi năm không ăn không uống cũng không có đại tiểu tiện nhưng người vẫn sống rất bình thường được chăng được vì sao vì pháp tánh viên dung tánh tướng không chướng ngại tại sao anh ta có thể làm được anh ta không có ý niệm này điều này có thể nói là do anh ta thanh tịnh nên tâm hiện tiền đối với lục đạo phàm phu đức phật hiểu rõ ràng nếu bảo ta hoàn toàn không ăn ta làm không được nên phật thị hiện ngày ăn một bữa Lúc Đức Phật còn tại thì Ngày ăn một bữa Ngày ăn đúng ngọ Tôi nghĩ với gốc cây Ngày một bữa cơm đủ không? Đủ Nhưng chúng ta bây giờ đủ không? Không đủ Chắc chắn không đủ Nguyên nhân gì? Chúng ta tiêu hao năng lượng quá nhiều Cần phải bổ sung à, Tiêu hao năng lượng nhiều nhất là gì? Không phải lao tầm Cũng không phải lao lực Mà là giọng niệm à, wow, Giọng niệm tiêu hao năng lực nhiều nhất Lúc trẻ Khoảng hai mươi mấy tuổi Tôi đã học Phật Tôi tập Không ăn cơm tối Phương pháp của tôi là giảm thực Một ngày bớt một chút Khoảng hơn hai tháng thì buổi tối không ăn Giảm từ từ sẽ trở thành thói quen à, Tiết kiệm rất nhiều việc Và cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian Năm 31 tuổi tôi theo thầy lý theo lý bệnh nam lão cư sĩ biết được thầy lý ăn cơm ngày một bữa hình như sau khi ở đài trung một thời gian tôi theo thầy lý học tập và tôi cũng không ăn cơm sáng nữa không khó tôi ngày ăn một bữa đến tháng thứ tám mới nói với thầy lý tôi đã ăn một ngày một bữa thầy lý hoại bao lâu rồi tám tháng thầy lý hoại sao rồi rất bình thường thầy dỗ bàn một cái nói cố gắng duy trì như vậy sinh hoạt đơn giản có thể không cầu người khác cổ nhân vậy nhưng đảo vô cầu phẩm tự cao sinh hoạt đơn giản cần năng lượng rất ít nhưng một bữa cơm của tôi so với một bữa cơm của thầy lý thầy lý ăn còn ít hơn tôi thầy là người sơn đông thích ăn thức ăn làm bằng bột mì và nói với tôi ấn quan đại sư cũng như vậy trong văn sau nói dinh dưỡng của thức ăn làm bằng bột mì cao hơn dinh dưỡng của cơm ăn cơm ngày một bữa tốt nhất là dùng thức ăn làm bằng bột mì ấn quan đại sư nói rất có đạo lý nên trong đời sống hàng ngày thầy lý đều dùng thức ăn chế biến từ bột mì vô cùng đơn giản đều ở nơi ý niệm có ý niệm này vấn đề lập tức xuất hiện sau khi tôi xuất gia thọ giới thọ giới hình như một tháng ba ngày ở nơi giới đàn rất nhiều bạn đồng học Phát tâm ăn cơm đúng ngọ Thọ giới rất mệt Bài học rất nhiều Phải lao tâm lao lực Khi tôi đang thọ giới Hoàn toàn khai duyên Ăn ngày ba bữa Vì sao? Vì cần thể lực để ứng phọ Phật sự này 33 ngày Phật sự Nên tôi không làm Tôi nhìn thấy họ sơ phát tâm căn bản không có cơ sở Ăn mới chưa được hai ngày thì đã nói không nhúc nhích nổi Nếu ăn lại thì cũng đã sao Tôi duy trì lâu như vậy Gặp trường hợp này tôi không làm Đây là tôi khai duyên Nên tất cả sự việc phải xem tình huống Tình huống cho phép sinh hoạt bình thường thì chúng ta sinh hoạt rất bình thường sinh hoạt không bình thường ta phải có biện pháp biến thông không nên cố chấp cố chấp là sai nên thế xuất thế gian pháp đều nói với ta phải thông quyền đặc biệt khi có sự thay đổi nhất định phải biết cần phải xử lý như thế nào nếu thân thể và tinh thần không tốt thì trong một tháng này Giờ học dày đặc Ta làm sao học tập đây Học Phật Thầy giáo thường nói Học Phật là học trí tuệ Không phải học mê hoặc Trong Phật Pháp nói rất rõ ràng Đặc biệt là Pháp Đại Thừa Pháp vô định Pháp Chúng ta đọc cái này thật sự hiểu rõ Quý vị xem đoạn thứ hai nói Pháp vô định tánh Tâm hiện thực biến Tùng duyên nhi sanh Ná hữu định Pháp Mục tiêu tu hành Điều này chẳng thể không biết Mục tiêu là gì? Ở nơi đề kinh này Nói rất rõ ràng Thanh tịnh, bình đẳng, giác là mục tiêu à, chi... Trì luật rất tốt Hình như mỗi điều luật đều trì rất tốt Không có sai phạm Nhưng tâm không thanh tịnh Như vậy có lợi ích chăng vô dụng Trì luật thanh tịnh Tôi thấy nhiều người trì luật rất nghiêm Nhưng cống cao ngã mạn Coi thường người khác Vì cho rằng họ với luật thanh tịnh Còn người khác đều không trì giới Đều không như họ Tâm khởi cống cao ngã mạn là sai Giới luật trên hình thức trên sự tưởng nói Nhân giới sanh định Mục đích trì giới là gì? Mục đích trì giới là được định Nếu công cao ngã mạng thì không được định Vì tâm không thanh tịnh Vì sao tu định? Tu định là khai trí huệ Định sanh huệ Trí huệ chưa khai Thì định đó uổng công tu Trì giới không đắc định Giới này không có hiệu quả Nên nhất định phải biết Ta tu như vậy mục đích ở đâu Trì giới tâm được thanh tịnh Tâm thanh tịnh chính là định Tâm thanh tịnh ở ngay trên đề kinh là vì được bình đẳng tâm Bình đẳng so với thanh tịnh càng khó Được bình đẳng tâm là có thể khai trí tuệ Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiên tăng Quý vị xem trong kinh có ba tiêu chuẩn tu hành Thanh tịnh tâm là a la hán. Bích Chi Phật Bình đẳng tâm là Bồ Tát Giác là chư Phật Như Lai Nguyên tắc tổng quát Cương lĩnh tổng quát là buông bỏ Không buông bỏ không được Tu hành thì bất luận tu pháp môn nào Tu có giỏi đến đâu chỉ cần có một chút ngạo mạn là xong Vì sao? Nếu như vậy trong tu hành họ chỉ có phiền não Không phải là tam muội Tam muội là thanh tịnh tâm Họ không phải tam muội Cũng không phải trí tuệ Mà sanh phiền não Còn tự cho rằng mình rất cao Cao hơn người một bậc Người khác không được như mình Tâm ngạo mạn sanh khởi như vậy là sai Phương pháp tu hành này Chính là những gì ngày nay chúng ta nói Họ đang học Phật học Chứ không phải là học Phật Học không tệ Có thể nói quên quang khoác lác Thậm chí giết về bản thân Phiền não tập khí một chút cũng không sửa đổi đây là phật học còn người học phật không như vậy người học phật là phải chuyển phiền não thành bồ đề tại sao ta chuyển không được buông bỏ là chuyển được Đoạn pháp tánh dung thông này Hiện tại trong lượng tử lực học Còn nói đề Họ không phải nói pháp tánh viên dung Nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau Quan sát của các nhà lượng tử lực học Đã được khoa học chứng minh Đó là hiện tượng vật chất Là giả không phải thật Vật chất là gì? Vật chất chính là lượng tử Lượng tử là tiểu quan tử Được gọi là lượng tử quân Chứ không phải là một tiểu quan tử Nhiều tiểu quan tử tích tụ liên tục Sanh ra một loại huyện tướng Gọi là vật chất Nên các nhà khoa học nói bất luận vật chất như thế nào đều có thể đem nó trở về với quan tự quan tự tức là hiện tượng dao động nên nó không phải thật hiện tượng vật chất là giả họ cho rằng hiện tượng dao động là thật Hiện tượng dao động là gì? Hiện tượng dao động là vô minh Vô minh tức là dao động Họ có thể phát hiện hiện tượng này Thật không đơn giản Loại dao động cực kỳ di tế Trong Phật Pháp nói một niệm bất giác Mà có vô minh đây là hiện tượng vô minh Cái này vừa mới phát hiện Không có gì giảng thấu triệt như trong kinh Phật Giảng một cách vô cùng viên mãn Ở đây đưa ra một ví dụ Nhất nhất di trần các hàm Pháp giới Điều này ở trước chúng ta đã đọc rất nhiều Nhất Di Trần Quốc sư Hiền Thụ Trong giọng tận Hoàng Nguyên Quảng Giọng tận Hoàng Nguyên Quang là do Ngài viết Nói như hiện nay là một cuốn luận văn Cuốn luận văn này không dài ở trong có sáu đoạn lớn ba đoạn trước là nói về nguyên khởi của vũ trụ ngài đưa ra ví dụ cũng là nhất trần nhất trần này không giống hiện nay các nhà khoa học lượng tử học họ nói một tiểu quang tử mà hiện nay nói là thứ nhỏ nhất trong vật chất là tiểu quang tử tốc độ sanh diệt của nó vô cùng nhanh trong kinh phật di lạc bồ tát nói cho chúng ta biết Nhất di trần này Tồn tại thời gian bao lâu Chúng ta dùng đơn vị thời gian để tính Là dây Trong một giây Thì tiểu quan tự Chấn động bao nhiêu lần Chấn động chính là sanh diệt một lần chấn động là một lần sanh diệt Phải y theo kinh điện nói Là một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Một ngàn sáu trăm Đơn vị là triệu Chúng ta không có cách nào tưởng tượng Vậy quý vị nghĩ Phải cần bao nhiêu cái Tiểu quan tử này tích lũy lại Ta mới có thể nhìn thấy nó Bao nhiêu Dù sao cũng phải nhìn một đồ vật Mà mắt thịt có thể nhìn thấy Chỉ ít là trên một triệu tích tập vào một chỗ. Chúng ta mới phát hiện cái mà nhục nhã nhìn thấy là hiện tượng vật chất. Tần suất chậm sẽ biến thành vật chất, tần suất nhanh thì biến thành hiện tượng tinh thần. nhanh hơn nữa là hiện tượng của giới tự nhiên như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Ánh sáng của chúng phát ra từng suất rất nhanh, nên vô lượng vô biên hiện tượng đều là tần số dao động không tương đồng sanh ra cũ nhất nhất di trần các hàm pháp giới đây là loại viên dung vô ngại pháp giới là đại vũ trụ di trần là tiểu vũ trụ là vật nhỏ nhất trong vũ trụ Chúng ta nói một đơn vị à, Trong một hạt di trần Có cả hiện tượng của vũ trụ Không phải chỉ nói đến hiện tượng tin tức ở trong đó Những thứ này hiện nay khoa học tiến bộ Chúng ta học tập Phật Pháp cũng giúp được rất nhiều cái lớn này có thể rút nhỏ tại một điểm không bây giờ chúng ta đã nhìn thấy quý vị xem hiện nay đang dùng thẻ nhớ kỹ thuật số thẻ nhớ này lớn khoảng bằng móng tay út chắc là chưa bằng chỉ bằng một phần bụng móng tay út này hiện nay ta thấy rất nhiều thẻ nhớ trong đó lưu giữ rất nhiều tư liệu Chúng ta dùng máy ảnh kỹ thuật số Ở bên ngoài chụp không biết bao nhiêu ảnh Nhưng thể nhớ đó chỉ lớn tí tí đây thôi Lớn không bằng cái móng tay Nếu ta đem ảnh lưu trong đó Đem nó phóng to để lên trên màn hình Không phải rất giống cảnh thật ở bên ngoài sao Cho nên trong một di trần cũng có thế giới Khoa học mà so với Phật Pháp thì còn kém xa Trong Phật Pháp một di trần là một tí xíu thôi Nhưng trong đó có cả vũ trụ Điều này khoa học kỹ thuật còn chưa làm được Có người tặng tôi bộ địa Tứ khổ toàn thư một bộ tứ khố toàn thư rất lớn nó rất dày và giống như một bộ đại tạng kinh một ngàn năm trăm cuốn nhưng có thể thu gọn lại thành bao nhiêu đĩa mười mấy đĩa mười mấy đĩa một tay là cầm đi được Một bộ tứ khố toàn thứ này Muốn bỏ trong phòng nhiếp ảnh cũng bỏ không hết Nhưng chỉ cần mười mấy điện Là chứa đựng toàn bộ và bao hàm ở trong đó Chúng ta cảm thấy thật không thể nghĩ bàn Nhưng trong Phật Pháp vậy Trong một di trần có hư không Pháp giới soi dậy khoa học kỹ thuật hiện nay cao minh hơn rất nhiều phát minh của khoa học kỹ thuật không so sánh bằng tự tánh vốn đầy đủ các hiện tượng này cho nên ấn độ không làm khoa học kỹ thuật vì sao vì họ cho rằng thiền định vừa qua khoa học kỹ thuật lợi ích của thiền định vừa qua khoa học hiện nay không biết bao nhiêu lần mà khoa học còn có tác dụng phụ còn có phát sinh sai lầm thiền định chắc chắn không có hiện tượng này không có tác dụng phụ từ trong thiền định khai ngộ sau khi khai ngộ không chỉ là biết hết tất cả ở sau còn có một câu vô sở bất năng không có gì là không thể Có thể đột phá không gian duy thứ Thì cử ly không còn nữa Trong các bạn đồng học Có nhiều người từ xa đến Nên quý vị cần đến công cụ giao thông Như máy bay, thuyền, tàu lửa cần những công cụ giao thông này còn phải buông ba dọc đường rất cực khổ mới có thể đến được đây nếu quý vị có thần túc thân thì không gian không còn nữa ý niệm vừa nghĩ đến thì đã hiện thân ở đây rồi tốc độ của thần túc thông quá nhanh Thân tướng này ở nơi đó diệt rồi Thì ở đây hiện tiền Hầu như là nó đến cùng một lúc Thân thể ở đó không nhìn thấy Thì ở chỗ này đã xuất hiện rồi Không có cự ly Mà chính là ở tại đây Không có trước sau Mà ngay lúc này Thử hỏi đây là đạo lý gì? Pháp tánh viên dùng chính là đạo lý này. Nói là viên dùng, nó là thông đạt vô ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, Hoa tạng thị giới sở hữu trần, Nhất nhất trần trung kiện Pháp giới. Trong mỗi hạt di trần đều nhìn thấy Pháp giới viên mà Nên thật đúng một là tất cả, tất cả là một Một di trần chính là biện pháp giới hư không giới Mỗi một hạt di trần đều là biện pháp giới hư không giới Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc đến Ai có thể đi vào trong thế giới di trần Để bái phỏng đạo tràng của chư Phật Bồ Tát Nghe kinh, nghe Pháp Trong kinh nói là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Chúng ta nghe câu này Rất hưng phấn, rất quan hệ Vì sao? vì người tu pháp môn tịnh độ là người nhất tâm muốn cầu sanh thế giới tây phương cực lạc người này chính là phổ hiền bồ tát cho nên chúng ta tu pháp môn này không phải tu gì khác mà là đang tu hạnh phổ hiền quý vị xem kinh vô lượng thọ phẩm thứ hai đức Tôn phổ hiền Lại xem qua Nghiên kinh đoạn cuối Phổ hiền Bồ Tát Thập đại nguyện dương Đạo quy cực lạc Là hạnh phổ hiền Tu tịnh độ là tu hạnh phổ hiền Thông tin này cho ta biết Người của thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi người đều có thể nhập vào Pháp giới của Di Trần Ngày nay chúng ta lạy Phật một lạy Cuối cùng là lạy mười phương sát độ di trần Pháp giới Cung kính lễ bái này mới thật sự gọi là viên mãn Thập phương sát độ Hiện nay khoa học gọi là hồng quang thế giới Đại thế giới Pháp giới di trần Là di quan thị giới Hiện nay giới khoa học nói Lượng tử lực học Chính là di quan Pháp giới Trong mỗi di trần Đều có thị giới viên mạng Pháp tánh dung thân Bây giờ chúng ta xem đến phần thứ năm như huyễn mộng, huyễn mộng, huyễn giả do như huyển sư năng dị nhất vật Vì chủng chủng vật, huyễn chủng chủng vật nhi vì nhất vật, huyễn chính là hiện nay gọi là ma thuật, Huyển sư chính là người làm ma thuật. Người làm ma thuật Biến ra những trò này Tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng học đều thấy qua Đặc biệt là sau khi Truyền thông môi giới phát đạt Ở trên truyền hình ta thường nhìn thấy loài ống kính này, họ có thể lấy vật không giống nhau để biến. Chúng ta đều biết đó là giả. Dạ. Thủ pháp của họ rất nhanh. Chúng ta nhìn không ra sơ hở của họ. Cũng có một ít người làm ma thuật. Sau khi biến hóa họ đem cách thức biến hóa chỉ cho chúng ta chúng ta mới vỡ lẽ mới hiểu rõ toàn là giả dạ. mộng giả dạ, như nhất mộng trung sợ kiến quảng đại sự nghiệp tự dị lịch thời cửu viễn đây là loại nằm mộng mộng là mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm này thực ra Thời gian nằm mộng rất ngắn ngủi Nhưng trong giấc mộng cảm thấy thời gian rất dài Người xưa có một bài văn Hoàng Lương Mộng Trước đây bài văn này từng có trong sách giáo khoa của cấp 2 Chúng ta ngày xưa đọc sách Cũng có đọc qua bài văn này Nội dung bài văn này Đại khai viết về một vị tú tài Rất nhiều dòng từ Trên đường đi du lịch Đi cũng khá mệt rồi Nên vào nghỉ trong một ngôi miếu nhỏ Lúc này đạo giáo có một đạo sĩ Đạo sĩ đang ngồi thiền Bên cạnh ông ta nấu thức ăn Thức ăn này là hạt cao lương Hoàng lương Hạt cao lương, hạt nhỏ Nấu hạt nhỏ rất nhanh anh ta ngồi một bên ngủ gật Trong mộng rất đặc ý Anh ta mộng thấy mình đi thi đậu cử nhân Vài năm sau lại thi đậu tiến sĩ Và trúng tuyển trạng nguyên Sau đó làm quan quan địa phương Và được thăng quan liên tục Rồi mười mấy năm sau làm chức tệ tượng Rất đặc ý Những người có ơn với anh ta Anh ta liền báo ơn Những người không tốt Anh ta cũng báo thù Cả một đời Đến khi cáo lão về quê cùng mấy mươi năm Đến khi tỉnh ngủ Đạo sĩ đó nhìn anh ta không chớp mắt khỏi Anh còn đắc ý không? Đạo sĩ đã nhìn thấy tất cả Nhìn thấy hết Hà Cao Lương còn chưa nấu xong nhưng trong mộng anh ta đã trải qua Năm sáu mươi năm Đây là một giấc mộng hoàng lương Đích thực đời người cũng như vậy Đời người mấy mươi năm Thực tế mà nói thì vô cùng ngắn ngủi Chỉ một cái chớp mắt là qua đi rồi Rất chính xác Đây là hoàn cảnh chân tượng hiện thực Không thể không biết Kinh dân như nhân thùy mộng trung Tạo tác chủng chủng sự Tuy kinh ức thiên tuế Nhất dạ dị trung tầng Con người khi đang nằm mộng Tạo tác trong mộng Tình huống trong mộng Tạo sự nghiệp có lớn đến đâu Như Hoàng Lương Mộng đưa ra mộng Làm đến chức tệ tướng Mộng đến cả cuộc đời thuận buồn xuôi gió Cáo lão hồi hương Trong một thời gian cực kỳ ngắn Trong kinh Phật dạy Người đọc kinh Kim Cang rất nhiều Đoạn cuối kinh Kim Cang Có một bài kệ Phật dạy Nhất thiết hữu di Pháp Như mộng huyễn bào ảnh Như lộ diệt như điện ưng tác như thị quan à, Có thể nhìn được như vậy Chính là cách nhìn của chư Phật Bồ Tát Gọi là gì? Là chánh tri chánh kiên Chúng ta sống trong thế gian này Người lớn tuổi cảm xúc không giống nhau Khi còn trẻ Thời gian 10 năm dường như rất dài 10 năm là thời gian rất dài Khi lớn tuổi rồi nghĩ lại 10 năm quá nhanh Sao lại một chút đã qua rồi Thời gian ngắn hay dài có nhất định chăng? Không nhất định Tùy theo cảm xúc của mỗi người mà nó không tương đồng. Trẻ con thường cảm thấy thời gian dài vì chờ tới lâu quá. Xã hội bây giờ do khoa học kỹ thuật phát triển một số người rất giàu có Cảm xúc này không như trước nữa Trước đây là xã hội nông nghiệp Hình như tốc độ vô cùng chậm Không thể so với bây giờ Trước đây trong cảm xúc Cái gì cũng chậm ra ngoài du lịch cũng đi bộ một ngày có thể đi được bao nhiêu dặm đường từ sáng tim mơ thức dậy bốn năm giờ xuất phát khoảng 10 giờ tối đến nơi một trăm hai mươi dặm đường hiện nay là sáu mươi cây số đi rất cực khổ trong thời kỳ kháng chiến đi như vậy Chúng ta đều đã đi qua Kháng chiến 8 năm Tôi nhớ tôi đi bộ qua 10 tỉnh Đại Giang Nam Bắc đi bộ hết 10 tỉnh Mỗi ngày ít nhất đi bộ 30 cây số Như vậy là còn nhẹ nhàng Có khi phải đi đến 60 cây số những lúc đó rất cực khổ Hoàn toàn là nhờ vào đi bộ Nên chúng tôi biết cái cực khổ này Quý vị xem hiện nay 120 dặm đường là 60 cây số Đi xe hơi nửa tiếng là đến nơi bộ điệu quá nhanh mất hết nhân tình thể thái ngày xưa nhân tình thể thái rất nồng hậu người lạ căn bản không quen biết trong thời kỳ kháng chiến chúng tôi là học sinh lưu vong đi vài ngày Bất luận gặp ai Muốn ở nhà họ một đêm Họ đều nhiệt tình tiếp đại Chúng tôi cảm ơn, cảm tạ Lúc đó không có nhà trọ Cũng không có quán cơm Tự mình phải đi tìm chỗ ở, tìm chỗ ăn Chỉ có trong thành thị Mới có nhà trọ khách sạn quán cơm ở nông thôn không có trong thị trấn nhỏ đều không có bây giờ nhớ lại quá khứ mấy mươi năm thật như cái gãy móng tay thật sự như mộng như huyền Phật dạy điều này Dụng ý là Dạy chúng ta Cần phải giác ngộ Vì sự thật giống như Mộng huyễn bao ảnh vậy Nếu hiểu được Ta sẽ buông bỏ Sau khi hiểu rõ Cần phải tìm cái gì để tìm cầu sự vĩnh hằng Vì Pháp hữu vi đều là Pháp sanh diệt Toàn là mộng huyễn bào ảnh Vĩnh hằng là gì? Vĩnh hằng là tự tánh Pháp tánh là vĩnh hằng Pháp tưởng là vô thường Điều này cần phải biết Bây giờ chúng ta coi như đã tìm được một mục đích cụ thể Đó là thế giới Tây Phương cực lạc Thế giới cực lạc có thật sự diễn hàng chăng? Không Vì nó cũng là hiện tượng Phạm sở hữu tướng giai thị hư dòng trong kinh điển đức phật không nói thế giới cực lạc là ngoại lệ ngài không nói như vậy cũng không nói thế giới hoa tạng là ngoại lệ phàm có tướng đều là hư vọng đều là mộng huyễn bào ảnh nhưng ở thế giới cực lạc có thể chứng được diễm hằng thật vậy phật a di đà nói chính ta có thể chứng được Đây là điều vô cùng thù thẳng Diễn hằng là thường tịch quan Đến thế giới cực lạc Mỗi người đều có thể chứng được Thường tịch quan Thật sự đưa chúng ta trở về với tự tánh Trở về tự tánh chính là Thành tựu quả Phật viên mạng Thứ sáu Như ảnh tượng Vị nhất thiết pháp Tùng tâm sở hiện Nhi năng hàm minh liệu tánh Do như minh kính Cá cát hổ hiện Chư pháp ảnh tượng giả Ở đây đưa ra ví dụ rất hay Giống như tấm gương vậy Đưa ra ví dụ như cái gương Vì sao? Vì từ tâm mà hiện Tâm Có kiến văn giác trị Đây là tự tánh dụng có Tự tánh Nên kiến gian giác tri Không có sanh diệt Đây là tánh đức chân thật Khi mê Không gọi là kiến văn giác trị Mà gọi là thọ tưởng hành thức Nó lại biến thành a lại gia Quý vị xem a lại gia Năm thực trước là nhãn Nhĩ Tỷ thiệt thân Chính là thọ Nó có cảm thọ Tưởng là thức thứ sáu Thức thứ sáu là tưởng Hành là thức thứ bảy Hành là chập trước A là gia là thức Thức là gì? Là chứa nhóm chủng tử Nó giống như cái kho vậy Từ vô lượng kiếp đến nay Ta tạo ra các tội nghiệp tập khí Đều ở trong A lại gia a à, lại già là cái kho tư liệu là nhà kho khi ta khởi tâm động niệm bất luận là thiện hay là á toàn bộ ngôn ngữ tạo tác đều ghi ở trong đó đó là tài liệu lưu trữ tuy niên đại lâu rồi việc làm trong nhiều đời trước Bây giờ không còn nhớ nữa Vì sao thôi miên có thể nói ra được Đời quá khứ Vì có chủng tử trong An lại gia Trong khi thôi miên khiến ta khởi hiện hành Nó vẫn còn chính là cái đạo lý này Chúng ta nhìn thấy báo cáo Của tiến sĩ ngụy Tư người Mỹ Ông ta xuất bản bốn cuốn sách Từng có một người thôi miên hồi ức Đến Tám mươi mấy đời trước Thời gian khoảng hơn bốn ngàn năm Thời đó vẫn còn ở trong hang động trong núi Hỏi anh ta tình hình sinh hoạt lúc đó Anh ta đều có thể nói ra như vậy nghĩa là sao là do tác dụng của thức tức là ta không hề quên nó đều ở trong đó tư liệu lưu trữ này đều có thể phân phối ra ngoài thôi miên có thể phân phối ra ngoài vậy thì quý vị thử nghĩ xem sức mạnh của thiền định càng thù thẳng hơn thiền định có thể đột phá thời gian và không gian duy thư ở đây hiện nay khoa học nói là nhìn xa có công phu thiền định ở đây có thể nhìn thấy nước mỹ có thể nhìn thấy âu châu người ở đó họ đang làm việc gì đều nhìn thấy rất rõ ràng họ nói những gì cũng nghe rất rõ ràng đây là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông thời gian và không gian đã bị đột phá nếu ta muốn đến được nơi đó không cần đến công cụ giao thông ý niệm vừa mới khởi người đã đến nơi đây là loại mọi việc vô ngại Nhưng vì sao có thể thấy Vì sao có thể nghe Vì sao có thể hiểu rõ Vì kiến gian giác trị trong tự tánh Đang khởi tác dụng Phạm phu lục đạo mê Khi mê kiến gian giác trị biến thành thọ tưởng hành thức Cho nên trong tâm tự nhiên có thêm bộ phận tinh thần này Mà trong tự tánh còn có trí tuệ viên ngoại Đức Phật giảng có ba loại Trí tuệ Đức Tướng hạo Kiến văn giác trì là đức Tướng hạo Tướng hạo nó có thể hiện ra thế giới vật chất nên thể của thế giới vật chất là tự tánh, tự tánh biến thành hiện tượng vật chất. Sao lại biến thành hiện tượng vật chất? Hiện nay giới khoa học giải thích hiện tượng dao động này. Ta có thể lý giải Ngày xưa học Phật Thầy giáo cũng có nói đến Nhất niệm bất giác Nhất niệm bất giác là dao động rất dì tệ Chúng ta có thể lý giải Nhưng dì tệ đến mức độ nào Thì còn chưa biết Thực tế mà nói Lúc đó lý giải còn rất mơ hồ Không rõ ràng Nhìn thấy những báo cáo của giới khoa học Chúng ta hiểu được từ từ cũng đã minh bạch đã rõ ràng mới biết rằng tần số dao động không giống nhau do nó tích lũy liên tục hiện tượng này nên bên trong xuất hiện hiện tượng vật chất hiện tượng vật chất trên thực tế là tích lũy ý thức chính là ý niệm không thể nói trong ý niệm không có vật chất trong ý niệm có vật chất tuy có nhưng mắt thịt chúng ta nhìn không thấy kính hiển gì cũng không nhìn thấy Cho đến gần đây giới khoa học mới phát hiện Mới đem hiện tượng này nói ra So với trong kinh Đức Phật nói Thì gần giống nhau Dùng nó để giải thích kinh Phật Chúng ta sẽ rõ ràng Cho nên có kiến gian giác trì Kiến gian giác trì nó như tấm gương sáng vậy Các cát hổ hiện chư Pháp ảnh tượng Các cát hổ hiện Chúng ta dùng cách giải thích của Pháp Tướng Tâm sẽ Mắt có thể nhìn thấy cảnh giới bên ngoài Con mắt giống như máy ảnh vậy Nhìn thấy nhưng nó không bị Vậy ai biết Thước Thứ thứ sáu biết thức thứ sáu là phân biệt thức nếu như không có mắt thì thức thứ sáu ý thức cũng không biết vậy thứ thứ sáu làm sao mà biết thức thứ sáu ý thức là từ nhãn thức nhãn thức có tướng phần khi nó chịu là có tướng phần như chúng ta chụp hình vậy nó có phim ảnh thức thứ sáu là nhìn phim ảnh đó mà biết Thức này có thể tiếp xúc ngoại duyên không? Không thể Nó nhất định phải thông qua mắt Mới có thể nhìn thấy Thông qua nhĩ Nó mới có thể nghe Không có năm thức trước Nó không khởi tác dụng Cũng như ta xem tivi Cảnh trên màn hình Do đầu nhiếp ảnh phát ra Mắt chúng ta giống như là thức thứ sáu Nên chúng ta nhìn hình ảnh đó Nhưng không nhìn thấy hiện trường Hiện trường vĩnh viễn không nhìn thấy Hiện trường là gì? Hiện trường là hiện trường của a là gia thức Đến khi nào mới có thể nhìn thấy hiện trường? Chuyện thức thành trí sẽ nhìn thấy hiện trường Vậy chúng ta phải chấp trước Sau khi nhìn thấy Sau khi khởi phân biệt liền khởi ý niệm Tôi muốn không chê nó Tôi muốn chiếm hữu nó Đấy không phải là thức thứ sáu Mà là thức thứ bảy Thức thứ bảy làm sao mà biết Thức thứ bảy nhìn thức thứ sáu Truyền cảnh giới tướng qua Như truyền tin vậy Nhưng cách một tầng nó từ tướng phần của thực thư sao Nhìn thấy tướng phần của thực thư sao Làm động ý niệm phải không chế Sau đó đem ý niệm này truyền cho tiền ngộ thức Truyền cho tiền ngộ thức và tiền ngộ thức chấp hành Nghe mệnh lệnh của nó Nghĩ phương pháp gì đó để đi khống chế Đi chiếm hữu Từng lớp từng lớp vậy Tám thức và 51 tâm sợ 51 tâm sợ giống như cán bộ của nó Nghe mệnh lệnh của họ để hành sự Còn tám thức là người lãnh đạo Thông tin được thu thập từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân những cái này thu thập ở bên ngoài thu thập ở trong đó có tướng phần Từng tầng từng tầng vậy Cá cá hổ hiền Chư pháp ảnh tượng Nên duy thức giảng vô cùng kỹ càng duy thức là tâm lý học trong kinh điển phật giáo nếu quý vị xem kinh luận của duy thức khoa tâm lý học của đại học nói về duy thức quý vị sẽ không xem nổi chắc chắn không thể hiểu nổi trong kinh phật giảng về tâm lý học rất tỉ mỉ giảng rất hay Sau khi hiểu rõ rồi thì toàn là huyền tượng. Đức Phật dạy, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyền bào ảnh, ảnh tượng này là ảo ảnh. Tướng này vô cùng rõ ràng. Sau khi biết được mới hiểu ra Giống gì chúng ta thấy sắc nghe âm thanh Là có một cách thức phức tạp như vậy Tuyệt đối không phải đơn giản Mắt có thể nhìn nhưng không thể phân biệt Không thể chấp trước Thấy sắc nghe âm thanh thì ai là người phân biệt Ý thức phân biệt Ai chấp trước mạc na thức là thứ thứ bảy. Ai chịu trách nhiệm ghi nhớ, đem tất cả ghi lại là a là gia thức. a là gia thức là phòng tư liệu, tất cả đều cất giữ trong đó. Nếu muốn điều đó ra ngoài, tốc độ của nó rất nhanh. ví dụ như chúng ta gặp người này, lần thứ hai gặp lại vì sao vẫn nhớ anh ta? vì ở trong đó có tài liệu dự trữ ai là gia thức có tài liệu dự trữ bên này nhìn thấy thì bên kia đem tài liệu dự trữ ra đổi chịu là nó không sai rất phức tạp trình tự rất phức tạp nhưng tốc độ rất nhanh tốc độ nhanh đến khiếp người Đây là nói đến tâm lý học Phật giáo Pháp tướng là nói định tâm lý học Kinh dân Diễn vật cận vật Tuy dai ảnh hiện Ảnh bất tùy vật Nhi hữu diễn cận Thật sự Chúng ta đối với tất cả vật tướng Có cự ly xa gần đều ở trước mắt Giống như máy quay phim vậy Vừa mở ống kính ra Thì xa hay gần Tất cả đều chiếu vào hết à, Ảnh bất tùy vật Vật là vật tướng ở bên ngoài Ảnh là ta chụp lại Còn tùy vật chăng? Không tùy vật không có liên quan gì với nó cả Nhưng trong hình ảnh đó có thể nhìn thấy gần xa Quý vị có cảm xúc này Cảm xúc này là giọng niệm Cũng đều không phải là chân thật Đức Phật nói cho ta biết những hiện tượng này Chỉ có một mục đích là sau khi hiểu rõ Ta tự nhiên biết buông bỏ Giác ngộ thật sự thì không có vọng tâm Vọng tâm là gì? Phân biệt chấp trước là vọng tâm Khởi tâm động niệm cũng là vọng tâm Điều này quá khó Không khởi tâm động niệm vô cùng khó Pháp thân Bồ Tát mới có thể chứng được Ở trong 10 Pháp giới Đều dùng tâm ý thức Tứ Thánh Pháp giới dùng phải chánh Điều này chúng ta cần phải học tập Tại sao dùng phải chánh Chính là phải chân thật Biết nghe lời Nghe lời chư Phật Bồ Tát Hoàn toàn y theo lời dạy mà tu hành đây tức là dùng phải chánh trong kinh điển giảng về lý luận là chánh tri chánh kiến trong giới luật định ra những điều luật đó là chánh hành chánh ngữ chánh hành vậy chúng ta không vọng ngữ không lưỡng thiệt không ỷ ngữ không ác khẩu đây là chánh ngữ chánh hành là không sát sanh Không trộm cắp Không tà dâm Không tham Không sân Không si Là chánh hạnh Mười điều này đều có thể làm được Làm đến viên mà Nói với quý vị là được thành Phật Đại cương chỉ có mười câu mười câu đó thì mỗi câu đều bao hàm chín câu kia nên biến thành một trăm câu trong một trăm câu đó mỗi câu lại bao hàm chín mươi chín câu khác Như ở trước giảng Trong một di trận đều có Pháp giới Trùng trùng vô tận Nên tế hạnh của Bồ Tát Là tám dạng bốn ngàn Tám dạng bốn ngàn từ đầu điện Từ thập thiện nghiệp Triển khai mười thập thiện nghiệp Chính là tám dạng bốn ngàn tế hạnh Đó là viên mạng Chúng ta hiện nay mới bắt đầu tu là học 10 điều Khi tu tốt 10 điều này rồi Phát triển thành 100 điều Trong mỗi điều lại có 10 điều khác trung trùng vô tận Chỉ có 8 dạng 4 ngàn thôi sao Không Đức Phật dạng 8 dạng 4 ngàn Ở sau không nói quý vị cũng tự sẽ biết trùng trùng vô tận Hiểu rõ đạo lý này thì quý vị sẽ biết Đệ tử quy có 113 sự việc Có phải chỉ có 113 chuyện không chỉ có thế Trong mỗi sự việc đều có 113 việc khác Hiểu được đạo lý này Mà hạ công phu Quý vị mới có thể trở thành thánh nhân Nếu ta chỉ biết 113 sự việc này Không thể đem một sự việc triển khai nó ra Trong sinh hoạt hàng ngày không ứng dụng hoạt bá Là vì ta không có trí tuệ Trong xã hội này có thể miễn cưỡng nói ta là một người tốt nhưng không phải quân tử Quân tử là đưa ra một Mà phản ứng ba Nghe một biết mười Nói cho quý vị biết một gì Trong một việc đó Sẽ hiểu được mười việc Đó là quân tử Hiền nhân còn giỏi hơn gấp bội Nhưng đến được thánh nhân mới viên mãi Chúng ta xem cổ thánh tiên hiền Xem Đức Phật thuyết Pháp Xem chư vị tổ sư giảng kinh Quý vị xem quý ngài chú giải rất đơn giản Điểm đến là dừng Nhưng người bây giờ thì không được Điểm đến là dừng đó của cổ nhân Chúng ta nhìn không hiểu Không biết họ đang nói gì Nhất định phải dài dòng Nhất định phải nói kỹ mới hiểu Khi Đức Phật còn tại thì Có cần phải đi giảng kinh chăng Không cần giảng Nhưng trong kinh ghi chính là Đức Phật giảng Có cần phải giải thích không Thính chúng vừa nghe đã hoàn toàn hiểu rõ Có thể thấy được đây là căng tánh Đời này không như đời trước Nguyên nhân là gì trong xã hội đời này phức tạp hơn so với đời trước nhưng người bây giờ gọi là tiến bộ thời đại này tiến bộ hơn thời đại trước tiến bộ nhanh quá khiến đầu óc con người đều hồ đồ hết ngày xưa khi chưa tiến bộ đầu óc rất tỉnh táo vì sao vì họ không có nhiều thứ lộn xộn như thế quý vị nói bây giờ đầu óc chứa đựng biết bao nhiêu mỗi ngày xem tivi lên mạng xem báo xem tạp chí xem như vậy đầu óc quá phức tạp trong xã hội ngày xưa hoàn toàn không có chúng ta là người nông thôn sinh trưởng tại thôn quỳ Người thôn quê chỉ biết cái gì? Thật như cổ nhân nói, nhật xuất nhi tác, nhật một nhi tức. Mặt trời lên đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, hỏi gì họ cũng không biết. Đầu óc họ rất đơn thuần nên con người rất chân thật. Người có học nói họ đều tin. Đối với người có học, họ vô cùng tôn trọng. Học qua đạo của Thánh Hiền Sĩ nông công thường Trong vô hình đã hình thành giai cấp Người đọc sách tuy hoàn cảnh vật chất rất bần cùng Là tú tài nghèo Nhưng rất có địa vị trong xã hội mọi người đều đối với họ Rất tôn trọng Nghe lời họ Ngày xưa không có cảnh sát Cũng không có pháp quan Trong nông thôn có tranh chấp Phát sinh vấn đề thì phải làm sao Tìm người có học để nói lý lẽ Họ nói là xong Không có ai không phục Xã hội mới có thể an định Thiên hạ Thái Bình Ngày nay tri thức bộc phạt Thiên hạ Đại Loạn Chúng ta kỹ càng nhớ lại Lặng yên để quan sát sẽ nhìn thấy hết Bảy Nhân vô hạn Dĩ dạng tích nhân trùng Xưng Pháp giới tanh Tu vô lượng thù thắng chi nhân Cổ kim đắc quả Diệu dùng vô biên Nhân này không phải là nhân khác Là nói cây nhân tu hành Ngày nay ta gặp được Phật Pháp Sau khi gặp được có thể sanh tâm quan hỷ Có thể phát tâm học tập kiên nhẫn Do trong quá khứ nhân dày Không chỉ một đời một kiếp Mà là nhân trong nhiều đời Những gì ta tu học đều gọi là Pháp giới tánh Giáo quấn của Thánh Hiền Khai thị của chư Phật Bồ Tát Đều từ trong tánh đức mà ra Chư Phật Bồ Tát giảng kinh Hoàn toàn là từ trong tự tánh mà ra Ý này một số người rất khó hiểu. Bây giờ người với người nói chuyện trong sinh hoạt hàng ngày khởi tâm đồng niệm không phải từ từ tánh pháp giới tánh là từ tánh không phải từ từ tánh vậy từ đâu từ ý thức ý thức là gì là để tư duy suy xét điều này nên nói làm sao nên làm như thế nào đều phải thông qua suy xét. Suy xét là thức thứ sáu Thức thứ bảy Thức thứ bảy chấp trước Đối với ta có lợi ích không Đây là thức thứ bảy Nên nó không gọi là tánh Người được xưng tánh Khi khởi tâm đồng niệm Không có ta là xưng tánh Còn ta thì không gọi là tánh Vì sao Vì mạc na thức ở trong đó nó ở trong làm chướng ngại khi không có mạt na khởi tâm động niệm là đại công vô tư vì tất cả chúng sanh mà nghĩ vì tất cả chúng sanh mà làm tuyệt đối không có gì chút lợi ích nào cho mình ở trong đó nếu có một chút lợi ích cho mình xen lẫn trong mạt na thực Là từ trong tình thức Mà sanh ra Từ tình thức Chính là trong a la gia thức sinh ra Là vọng tâm không phải chân tâm Chân tâm là tự tăng Nên tu nhân vô lượng thù thắng Đời đời kiếp kiếp Bất kể là thành Phật hay không Phải một đời thành tựu Một đời của Đại sư Huệ Năng Sao lại nhẹ nhàng như trở bàn tay Chỉ vài câu là có thể đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tành Đây do nguyên nhân gì Là do đời đời kiếp kiếp trong quá khứ Tu tập nhiều Nên ngay đời này ngay đã thành thuộc Giống như hoa quả Chúng ta ở trong vườn trái cây Nhìn thấy trái chín lớn chín rồi Ta mới đi hại Còn chưa chín Chưa chín thì qua vài ngày nữa Đợi nó chín rồi mới hại nó Đều phải thông qua thời gian Phải thông qua vô lượng nhân duyên Chúng ta thấy Ngài Huệ Năng Ngài đã thành thuộc Không có gì kỳ lạ Chúng ta còn phải thông qua nhiều đời nhiều kiếp Cũng sẽ xuất hiện như quẹn Năng Đại Sư Nhưng chúng ta không cần phải đi đường vòng Đó là con đường vòng không phải đường thẳng Thành tựu đến thế giới Tây Phương cực lạc là đường thẳng Tuyệt đối không đi đường cong bất luận nhân trong quá khứ chúng ta là cạn hay là sâu không cần đến xịa đến nó chỉ cần gặp được tịnh độ nắm bắt pháp môn này tức là nắm bắt phật a di đà là khẩn thiết nhất biết được tất cả pháp trên thế gian này như mộng huyền bào ảnh không phải thật Ta sẽ không cần nghĩ về nó Không cần chập trước nó nữa Có cũng tốt Không có cũng tốt Rất tự tại Mất rồi người khác dùng Tốt thôi Đồ giờ cuối cùng phải có người dùng Họ dùng và tôi dùng chẳng phải giống nhau sao Ha tất cả phải chập trước Như vậy tâm lượng sẽ được mở rộng ra nếu những lý lẽ và sự việc này không làm cho rõ ràng minh bạch không dễ gì buông bỏ được rõ ràng minh bạch thì buông bỏ quá dễ dàng bây giờ chúng ta đã biết nó là cần thiết nhất không có gì ngoài khác cứu địa cầu quan trọng nhưng giảng sanh so với cứu địa cầu còn quan trọng hơn nên như thế nào đem chuyện giảng sanh để ở đầu tiên cứu địa cầu sắp hàng thứ hai là đúng cần cứu độ tất cả khổ nạn cho chúng sanh ta không cứu được chính mình còn có thể cứu người khác chăng chính mình làm sao cứu được mình chỉ cần trong tâm có phật a di đà trên miệng có phật a di đà nơi miệng không quan trọng trong tâm quan trọng nhất thật phải có phật a di đà sẽ cứu được Trong cuộc đời này nhất định được giảng sanh Trừ Phật Ái di Đà ra Cái gì cũng đều buông bỏ hết Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Sau đó mới có thể thật sự làm đến tùy duyên diệu dụng Tùy duyên diệu dụng là gì? Là tùy duyên bất biến Có thể tùy duyên với tất cả chúng sanh Bất biến là gì? Là Phật A-di-đà như như bất động Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật Ngoài ra không chứa gì thêm nữa Đây gọi là tùy duyên diệu dụng Oai nghi hữu tắc Đó chính là lục hòa kiểm mà chúng ta học Oai nghi có nguyên tắc làm để người khác thấy hy vọng mọi người quay đầu là bờ từ ở đâu quay đầu từ mê hoặc điên đảo quay đầu từ sai lầm quay đầu chuyện ác thành thiện chuyện mê thành ngộ Chúng ta làm cho họ thấy Phương pháp không gì khác Chỉ cần thực hành đệ tử quy Thực hành cảm ứng thiên Chính là một tấm gương tốt Có thể cứu xã hội này Cứu những chúng sanh khổ nạn Và có thể cứu địa cầu Trong lục hòa kinh Thân đồng trụ khẩu vô trắng Ý đồng duyệt Cần phải thực hành được như thế Ba điều này chính là trong tứ đức thường nói là Oai nghi hữu tắc Thân thể chúng ta làm như thế nào? là tùy thời tùy chỗ nuôi dưỡng thành tập quán này chân chánh chân thành thương yêu tất cả chúng sanh quan tâm điện tất cả chúng sanh lo lắng cho tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chứ không vì mình. Nếu niệm này thật thành tâm thì tùy thời có thể giảng sanh. Vì ta đối với thế gian không còn lưu luyến, nên tùy thời có thể giảng sanh. Cho nên công phu niệm Phật Niệm đến đây là thuần thuộc Ở trong tịnh độ tông nói Chúng sanh căng cơ chín mùi Quyết định được giảng sanh Như vậy là chúng ta còn có duyên Trễ vài ngày rồi đi cũng không sao hy vọng mọi người nhìn thấy gương tốt này có thể hồi đầu như vậy là tốt rồi vì sao vì chúng sanh với ta là một thể không cô phụ đại nguyện phổ độ chúng sanh của phật a di đà điều này ta phải cần nghĩ đến Chúng ta ở thế giới này thêm vài ngày Là giúp đỡ Phật A-di-đà tiếp dẫn đại chúng Nếu công việc này làm viên mãn Thế nào gọi là viên mãn Chẳng hạn như quý vị ở đây Không làm được gì Mọi người không tin tưởng Không nghe theo Đây là không có duyên Lúc này có thể đi nếu vẫn còn có một người có thể tin có thể phát nguyện thì đệ tử của phật không bỏ một ai sẽ vì người này ở thêm vài ngày nếu một người cũng không có thì có thể ra đi không cần phải ở nhiều nhân duyên là vô hạn cần phải hiểu Ngày nay chúng ta phát nguyện này Nguyện chân thành Nguyện khẩn thiết Không đi không được Tôi nói với quý vị Ngày nay quý vị tu nhân thù tháng này Chính là nhân viên mạng Nếu sanh trong quá khứ ta tụ ít đi nhất niệm này có thể bổ túc Nên Pháp vô định Pháp không có pháp nào nhất định. Có thể tăng, có thể giảm. Nếu còn một niệm tham đắm thế gian chưa muốn đi, thì nhân này lập tức lại thiếu, lại bị giảm ít. Ý niệm khẩn thiết lập tức được gia tăng, tăng giảm thêm bớt, không phải pháp nhất định. Không cần hoài nghi. Đại khai trong quá khứ ta tu nhân thù thắng ít. Không nhiều như người khác, nếu ta thường nghĩ thì càng nghĩ càng ít. Vì sao? Vì ý niệm của tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra. Phải nghe hiểu đạo lý này. Không nên có mặt trái của tư tưởng. Có mặt trái của tư tưởng quý vị sẽ đọa lạc trong mặt trái đó. Có mặt trắng của tư tưởng sẽ nâng cao thành mặt trắng. Nhớ rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Không có trước sau, không có nhiều ít một niệm kiên định đầy đủ viên mạng Phải hiểu đạo lý này. Ai làm cho rõ ràng thì người đó minh bạch. Tính nguyện thành tựu họ được cụ túc. Mà còn được phẩm vị giả sanh. Thiện đạo đại sư nói rất hay. Tứ độ cử phẩm Tổng tại ngộ duyên bất đồng Câu này nói quá hay Có liên quan đến việc tu nhân trong quá khứ chăng Không có quan hệ Chỉ do đời này gặp duyên không giống nhau Nếu gặp được duyên tốt Có thiện tri thức Đem sự tình nói rõ ràng Minh bạch Thì ngay lập tức được đề cao Ngày nay chúng ta gặp được duyên này Thật quá may mắn Phật Pháp trong mấy ngàn năm trước Mọi người đều không gặp được Vì duyên gì Hạ Liên Cư Sĩ sưu tập một bộ kinh Đến năm dân quốc mới làm xong Duyên này quá thù thắng Tập đại thành năm loại nguyên bản dịch Khẳng định Quá độ chúng sanh thời mạt Pháp trong 9.000 năm Đều dựa vào cuốn sách này Cái thứ hai là Gặp được hoàng niệm tổ lão cư sĩ Quý vị xem Chú giải này làm quá tốt Cuốn sách này làm xong chú giải Không bao lâu thì ông đã ra đi Duyên này là hy hữu khóa gặp Trong tay tôi còn giữ một cuốn Hạ lão cư sĩ ban đầu sưu tập nguyên bản Bản này đỉnh chính 10 lần mới trở thành sách cố định Cuốn sách lần thứ nhất trong tay tôi có một bộ Tôi đã nhờ bạn đồng tu ở Đài Loan in ra một ngàn cuốn Để làm gì? Để làm kỷ niệm Quý vị xem ban đầu lão cư sĩ phân ra 37 phẩm Tôi nghĩ đại khái ông dùng 37 đạo phẩm Dùng số chữ 37 phẩm Nhưng sách cố định cuối cùng Lại phân thành 48 phẩm Hợp với 48 lời nguyện của Phật A-di-đà Lúc trước Từ Châu Pháp Sư và Hạ Lão Cư Sĩ Là người cùng thời đại Từ ở tới Nam Dùng cuốn sách sưu tập ban đầu Của Hạ Liên Cư Sĩ Giảng qua một lần Còn có nhận xét Phần nhận xét này Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ tặng cho tôi Bây giờ tôi in một nghìn cuốn Đem lời nhận xét này in ở trước Lời nhận xét là của Từ Châu Pháp Sư Còn sưu tập là Hạ Liên Cư Bảo tồn nguyên diện mạo Để làm kỷ niệm Rất hiếm chúng tôi gặp được duyên này đến cả ấn quan đại sư cũng không gặp được không dễ dàng phải trân trọng đọc kinh này xem đến phần chú giải mới hoàn toàn minh bạch hiện nay có thêm báo cáo của giới khoa học chỉ cần đổi chịu thì thật không phải giả dạ. đầy đủ tính tâm kiên định à, nguyện vọng khẩn thiết con người từ vô thị kiếp đến nay tu tập thiện căn chúng ta có thể trong một niệm bổ túc toàn bộ nhất niệm là bổ túc rồi không cần hâm mộ người khác chúng ta có thể còn vượt qua họ đây đều là thật không phải giả hiện nay con người nói đến tâm thái thì trong Phật pháp nói là tâm niệm sức mạnh này thật không thể nghĩ bàn các nhà khoa học nói một câu như vậy ý niệm của con người có thể làm dao động một ngọn núi lớn nó có sức mạnh lớn như vậy lời nói này chúng ta tìm Nên ý niệm phải thuần, ý niệm phải chánh. Kim dân Giảng tu thắng hạnh vô hữu duyên Kim hoạch thần thông diệt vô lượng Thần thông của chúng ta thông định thế giới cực lạ Không nên coi thường mình Thứ 8 Phật chứng cùng Phật chứng cùng giả Vì Phật chứng quả cùng cực Chính là ta đã thành Phật Những gì ta chứng được Chính là những gì ta thấu triệt Để đạt định cứu cảnh viên mạng Cố tam giác viên minh Lục thân tự tại Từng Pháp giới tánh Thuyết viên mãn kinh Viên mãn kinh chính là Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm kinh Cũng chính là Đại thừa vô lượng thọ kinh Kinh vô lượng thọ Và kinh Hoa nghiêm Hoàn toàn tương đồng Kinh Hoa nghiêm nói tỉ mỉ Kinh vô lượng thọ Là lược thuyết nhưng nội dung hoàn toàn tương đồng cái này là do Phật thuyết Tam giác viên mãn Tam giác là tự giác giác tha Giác hạnh viên mãn a la hán chứng được là tự giác Bồ-Tát chứng được là tự giác giác tha Nhưng còn chưa viên mãn Đến Phật mới thật sự viên mãn Tam giác viên minh Lục thân tự tài Thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông Tha tâm thông Túc mạng thông Thân túc thông Lậu tận thông Được đại tự tại Cho nên Xưng Pháp giới tánh Thuyết viên mãn kinh à, chả... Biến pháp giới hư không giới Nhất thiết sự lý Nhân quả tánh tướng Đều nói một cách rõ ràng minh bạch Kim dân Phật trụ thầm thâm chân phát tánh Sở lưu viên mãn tu đa la thị dạ Thập quyền môn ở trong tất cả kinh điển chỉ có kinh hoa nghiêm có còn các kinh khác không có ý nghĩa của thập quyền nhưng trong kinh tịnh độ có kinh vô lượng thọ có kinh di đà cũng có thật quá tuyệt vời chúng ta xem Di Đà Kinh Sớ Sao Của Liên Trì Đại Sư Chính là chú giải của Kinh Di Đà Liên Trì Đại Sư dùng qua nghiêm thập môn khai mở Để giảng giải Kinh Di Đà Nên ba bộ kinh này Trước đây chưa vị cổ đức gọi là Đại bổn, trung bổn, tiểu bổn, đại bổn hoa nghiêm trung bổn lượng thọ tiểu bổn a di đà ba cuốn này là một bộ kinh sao lại một bộ kinh vì nó cùng một phương hướng cùng một mục tiêu là thế giới tây phương cực lạc cuối cùng của kinh hoa nghiêm phổ hiền bồ tát thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc Nhìn thấy thiên tài đồng tử 53 lần đi tham cầu học đạo Lần thứ nhất là bái phỏng đức dân tỳ kheo Ngày tu gì? Ngày tu pháp môn tịnh độ Điều này rất quan trọng Không thể không biết Người xưa nói Tiên nhập di chủ Giao trước là chủ Vị thầy đầu tiên của thiện tài Ra đi tham học Vị thầy đầu tiên là pháp môn tịnh độ Chuyên niệm A-di-đà Phật Cầu sanh thế giới cực lạc Lần tham học cuối cùng Quý vị xem lần đầu lần cuối Cuối cùng là phổ hiền Bồ Tát Thập đại nguyện dương Đạo quy cực lạc Thiện tài học cái gì Thiện tài chắc chắn là chuyên tu pháp môn tịnh độ Vậy 53 lần tham học thì sao? 53 lần tham học là gì? Tuy hỷ công đức Quảng độ hữu tình Nên pháp môn nào thiện tài cũng học qua Ngài đều thấu triệt Đều thông đạt Một chút chứ ngài cũng không có Muốn học cái gì thì dạy cái đó Cuối cùng chỉ quy về tình đồ đã hiển thị ý nghĩa này ở trong đó tu pháp môn đó mà có chướng ngại thì không thể thành tựu nên phải nhanh quay đầu ta đi con đường này không có ai là không thành tựu Đây là thiện tài đồng tử làm gương Chứng minh cho chúng ta thấy Hôm nay hết giờ rồi Ở sau còn hai đoạn nữa Ngày mai chúng ta cùng nhau tiếp tục học Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc hành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ nam mô a di đà phật Bye. But...